mới đây đã tiếp tục có những chia sẻ bất ngờ trên livestream. Thời gian vừa qua, nam em là cái tên nhận được sự quan tâm đông đảo của netizen với những chia sẻ phát ngôn gây xôn xao của mạng. Mới đây nhất, người đẹp của Tiền Giang tiếp tục chia sẻ chuyện tình yêu, đặc biệt là việc có mối quan hệ với nhiều đại gia. Theo đó, nam em phát biểu: "Em nghĩ đi, một người vừa đẹp vừa biết hát, có thể làm người khác vui được thì em nghĩ đi. Nếu mà chị chịu giữ hình ảnh sạch, chỉ quen đại gia, chỉ quen một lúc nhiều người đó, mà quen ai cũng thật lòng đó thì em nghĩ đi. Nhanh lắm, làm giàu dễ lắm em." Nam em thẳng thắn nói: "Mình chịu khó, mình nằm xuống thì mình làm giàu dễ lắm, nhưng mà không làm được. Không làm được cái đó nên là mang tiếng khùng, tiếng điên cũng còn đỡ, vẫn còn thấy bản thân sạch sẽ. Nên là mấy ông mà gặp tôi xong không chinh phục được tôi rồi đi đồn, nói tôi khùng điên, thật ra kiểu tức, kiểu nhỏ này cho nó tiền rồi mà nó không chịu quen mình tức, vậy thôi chứ không có bậy bạ." Nam em thừa nhận có thời gian tìm hiểu những người đàn ông này, song cô nhất quyết từ chối làm những việc đi quá giới hạn để giữ ảnh bản thân, bất chấp mang tiếng không hay. Có thời gian tìm hiểu, mấy ổng giàu muốn quen mình thì có thời gian tìm hiểu, nếu tôi chịu thì đồng ý, còn nếu không thì thôi, chứ không phải kiểu gọi giá. Nam em trải lòng. Những chia sẻ của nam em khiến dân tình xôn xao. Hiện phát ngôn của nam em đang là chủ đề bàn luận cư dân mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.